Thành Cát Tư Hãn, tên thật là Thiết Mộc Chân, là vị đại hãn đầu tiên của đế quốc Mông Cổ, một trong những đế quốc rộng lớn và hùng mạnh nhất lịch sử loài người. Những cuộc chinh phạt không ngừng trong cuộc đời ông khiến ông trở thành một trong những nhân vật vừa được ngưỡng mộ lẫn kinh sợ nhất trong lịch sử. Thành Cát Tư Hãn sinh năm 1162 tại Delun Bondong, gần dãy núi Khen Ti, ngoại Mông. Ông là con trai cả của Giã Tốc Cai, thủ lĩnh bộ lạc Kiat của Mông Ngột Quốc và Hạ Ngạch Luân của bộ lạc Hoàng Cát Lạc. Xuất thân quý tộc của Thiết Mộc Chân giúp ông dễ dàng hiệu triệu các bộ lạc trên thảo nguyên Mông Cổ hơn, qua đó làm nên đại cuộc thống nhất Mông Cổ sau này. Thiết Mộc Chân có tuổi thơ rất khổ cực. Khi ông mới lên 9 tuổi, cha ông là Giã Tốc Cai đã sắp đặt cuộc hôn nhân cho ông và đưa ông sang gia đình nhà vợ Bật Tê của bộ lạc Hoàng Cát Lạc để hỏi vợ. Ông phải ở rể ở đây 3 năm cho đến khi đủ tuổi kết hôn vào năm 12 tuổi. Trên đường về, Giã Tốc Cai gặp một nhóm người Thát Đát. Họ đã mời ông thức ăn tầm thuốc độc. Giã Tốc Cai trúng độc chết. Nghe tin, Thiết Mộc Chân quay về để tiếp nhận ngôi vị tù trưởng từ cha, nhưng bộ lạc của ông lại trở mặt, đuổi ông và gia đình ông đi. Không nhà không cửa, gia đình Thiết Mộc Chân lang thang màn trời chiếu đất, gặp gì ăn đấy. Năm 1177, Thiết Mộc Chân bị chính những đồng minh cũ của cha mình bắt cóc làm nô lệ. Ông đã trốn thoát và nung nấu ý định trả thù. Cuộc đào thoát của Thiết Mộc Chân cũng khiến cho uy tín trong các bộ lạc của ông tăng lên. Già Lạc Miệt, Bạc Nhĩ Chuật và Xích Lá Ôn đều đồng thuận đi theo ông. Lúc này, mục tiêu tối thượng của Thiết Mộc Chân là thống nhất toàn bộ thảo nguyên Mông Cổ. Năm 1178, Thiết Mộc Chân trở về bộ lạc Hoàng Cát Lạc cưới Bật Tê làm vợ. Nhưng Bật Tê đã bị bộ lạc Miệt Nhĩ bắt cóc. Để cứu vợ về, Thiết Mộc Chân đã cầu viện người anh kết nghĩa Trác Mộc Hợp và người chăn nuôi Thoát Lý của bộ lạc Khắc Liệt. Sau khi cứu Bật Tê về, vợ ông đã sinh đứa con đầu lòng Chuột Xích chỉ ít lâu sau đó. Mặc dù đó có thể là con của một người trong bộ lạc Miệt Nhĩ, và theo truyền thống thì người Mông Cổ sẽ giết đứa con đầu lòng đi, nhưng Thiết Mộc Chân vẫn giữ và nuôi Chuột Xích lớn khôn. Mặc dù đã cùng chung chăn gối và cùng nhau đi giải cứu Bật Tê, nhưng giữa Trác Mộc Hợp và Thiết Mộc Chân đã nảy sinh những mâu thuẫn về quyền lực. Đỉnh điểm mâu thuẫn nổ ra tại trận Dalan Bajut năm 1193. Quân Thiết Mộc Chân tuy không thua nhưng lại thiệt hại nhiều hơn quân của Trác Mộc Hợp. Trác Mộc Hợp sau đó đã đối xử rất tàn nhẫn với tù binh, khiến liên minh của ông ta thấy ghê tởm và quay qua hàng Thiết Mộc Chân. Một vạn quân Trác Mộc Hợp đầu hàng, chỉ còn chưa tới 2 vạn quân, Trác Mộc Hợp rút về phía đông. Năm 1195, nhà Kim của người nữ Chân liên minh với Thát Đát đánh người Hoàng Cát Lạc. Nhưng sau đó người Thát Đát lại trở mặt đi cướp bóc Kim. Nhà Kim đánh Thát Đát, quân Thát Đát thua chạy thì gặp quân của Thiết Mộc Chân và Thoát Lý. Thiết Mộc Chân đã giúp đỡ nhà Kim đánh bại người Thát Đát. Qua nhà Kim là Gia Luật Sở Tài rất mến mộ tài năng của Thiết Mộc Chân. Ông sau này đã hàng quân Mông Cổ khi Thành Cát Tư Hãn đánh nhà Kim. Người Thát Đát yếu đi thì người Nãi Man lại mạnh lên, cảm thấy bị đe dọa. Thiết Mộc Chân liên kết với người Chơ Kin đánh người Nãi Man. Người Chơ Kin lại đi giết sứ thần của ông. Thiết Mộc Chân tấn công người Chơ Kin, qua đó thu phục được Mộc Hoa Lê, một trong tứ kiệt của ông sau này. Từ những năm 1198 đến 1199, Thiết Mộc Chân và Thoát Lý đã thu phục được người Miệt Nhĩ. Năm 1199, Thiết Mộc Chân và Thoát Lý tận dụng nội bộ Nãi Man đang có lục đục liền tấn công. Nãi Man phản công bằng cách tấn công người Khắc Liệt. Thiết Mộc Chân cử Mộc Hoa Lê, Bác Nhĩ Chuột và Già Lạc Miệt đến đánh giúp. Liên quân đánh thắng quân Nãi Man rồi rút lại về phía đông. Trước sức mạnh ngày một lớn của liên quân Mông Ngột và Khắc Liệt, các bộ lạc còn lại đã liên kết để đánh Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân và Thoát Lý phải rút chạy. Trong khi Thoát Lý còn chưa hoàn hồn, Thiết Mộc Chân đã tiếp tục đứng dậy chiến đấu. Người Hoàng Cát Lạt cùng các bộ lạc đưa Trác Mộc Hợp lên làm Cổ Nhi Hãn đối nghịch với Thiết Mộc Chân. Liên minh các bộ lạc này bị Thiết Mộc Chân và Thoát Lý đánh bại. Trác Mộc Hợp phải chạy sang hàng Thoát Lý. Tang Côn, con gái Thoát Lý ghen tức vì Thoát Lý trọng vọng Thiết Mộc Chân hơn mình, liền bày mưu giết Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân biết được đánh bại Tang Côn, Tang Côn phải chạy về Tây Hạ. Trác Mộc Hợp và người Khắc Liệt cùng các bộ lạc quay lưng lại Thoát Lý, đầu hàng Thái Dương Hán của Nãi Man. Thoát Lý sau đó thân cô thế cô cũng sang hàng Thái Dương Hán nhưng bị quân Nãi Man giết chết. Thiết Mộc Chân dồn toàn quân Tây Tiến đánh Nãi Man. Thái Dương Hán rút quân về, nhưng con trai ông là Khuất Duất Luật lại dẫn quân đi đánh một mình. Cuối cùng cả hai cha con đều bị đánh bại. Năm 1204, Nãi Man bị đánh bại hoàn toàn. Khuất Duất Luật chạy sang Tây Liêu, sau đó cướp ngôi của người Khiết Đàn nơi đây.
Trác Mộc Hợp sau khi Nãi Man bị diệt liền bỏ chạy, nhưng sau đó lại bị phản bội, bị dẫn về cho Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân không nỡ giết, nhưng Trác Mộc Hợp xin chết. Cuối cùng, Thiết Mộc Chân xử tử Trác Mộc Hợp. Giờ đây, Thiết Mộc Chân là thủ lĩnh còn lại duy nhất của các bộ lạc lớn. Năm 1205, Thiết Mộc Chân còn dẫn quân đánh Tây Hạ, lấy cớ tìm kiếm Tang Côn, con của Thoát Lý. Quân Tây Hạ không dám đánh, kệ cho quân Mông Cổ cướp bóc. Tang Côn sau đó bị tìm thấy và xử tử. Năm 1206, hội nghị Khố Lý Đài của các bộ lạc Mông Cổ diễn ra. Thiết Mộc Chân được suy tôn là Thành Cát Tư Hán, theo tiếng Mông Cổ nghĩa là vua của vũ trụ. Thành Cát Tư Hán sau đó cử con trai Chuột Xích đi thuyết phục các bộ tộc còn lại sáp nhập vào Đại Mông Cổ. Đế quốc Mông Cổ chính thức được ra đời. Thành Cát Tư Hán bắt đầu công cuộc phá thành chiếm đất của mình. Đế quốc Mông Cổ giáp Nhạc Kim của người Nữ Chân ở phía đông, Tây Liêu của người Khiết Đan ở phía tây, Tây Hạ của người Đảng Hạng và Nam Tống của người Hán ở phía nam. Từ trước khi trở thành Đại Hán, ông đã có những cuộc tấn công vào địa phận Tây Hạ, lấy cớ tìm kiếm kẻ thù cũ Tang Côn đang lưu vong trên đất này. Tuy vậy, chỉ đến năm 1209, Thành Cát Tư Hán mới mở cuộc xâm lược quy mô lớn lên Tây Hạ. Bị xâm lược, vua Tây Hạ là Lý An Toàn cầu cứu Hoàn Nhan Doãn Tế của Nhạc Kim. Nhạc Kim ngó lơ, Hoàn Nhan Doãn Tế viết thư trả lời: "Kẻ thù của bọn ta đánh nhau là việc có lợi, không có gì nguy hiểm cả, tại sao bọn ta phải chó mũi vào?" Tây Hạ uất hận đành chịu chống trả một mình. Thành Cát Tư Hán men sông Hoàng Hà, đánh oát La Hải rồi tiến về kinh đô Ngân Xuyên. Quân Mông Cổ tiến đến Khắc Di Môn, phòng tuyến cuối cùng của kinh đô. Cảm thấy khó hạ được Khắc Di Môn, Thành Cát Tư Hán vừa rút quân, dẫn dụ tướng giữ thành là Ngôi Danh Lệnh Công ra ngoài. Ngôi Danh Lệnh Công trúng kế, bị dẫn ra ngoài rồi bị đánh cho tan tác. Thành Cát Tư Hán tiến về Ngân Xuyên, nhưng Ngân Xuyên phòng thủ kiên cố, quân đông như kiến. Quân Mông Cổ phá thành 5 tháng không hạ được. Tuy vậy, triều đình Tây Hạ cũng biết mình bị cô lập, không thể trụ được quá lâu, liền xin hòa, chịu thần phục Đại Hán, quay qua liên minh đánh Kim. Tây Hạ tuy nhiên sau đó lại từ chối đem quân giúp Mông Cổ đi đánh Hoa Gièm. Thành Cát Tư Hán thề sẽ quay lại trả thù Tây Hạ sau khi hoàn thành công cuộc tiêu diệt Hoa Gièm. Năm 1211, với sự giúp đỡ của Tây Hạ, Thành Cát Tư Hán thực hiện chiến dịch phạt Kim. Trận đụng độ đầu tiên của Thành Cát Tư Hán và quân Kim là tại trận Giã Hổ Lĩnh năm 1211 tại vùng núi gần Trương Gia Khẩu. Tướng Kim là Hoàn Nhan Cửu Gân đã mắc nhiều sai lầm trong chiến trận. Cuối cùng, hơn 100 vạn quân Kim vùi thây dưới vó ngựa của chỉ 10 vạn quân Mông Cổ. Thành Cát Tư Hán tiếp tục xuôi nam, trong khi Triết Biệt thì đi sâu về phía đông, tiến vào vùng Mãn Châu và chiếm lấy Thẩm Dương. Thành Cát Tư Hán tiến dần về kinh đô Nhạc Kim tại Trung Đô, tức Bắc Kinh. Quân Mông Cổ đi đến đâu đốt phá thành giết người đến đấy. Trong 3 năm, từ năm 1211 đến 1214, quân Mông Cổ gần như hủy diệt hoàn toàn miền Bắc Trung Hoa. Khi Thành Cát Tư Hán đến Trung Đô, tướng Kim Hồ Sa Hổ giết Hoàn Nhan Doãn Tế, lập cháu Hoàn Nhan Doãn Tế là Hoàn Nhan Tuần Lên, tức Kim Tuyên Tông. Kim Tuyên Tông sợ hãi quân Mông Cổ, xin chịu thần phục Mông Cổ, đem công chúa gả cho Đại Hán. Tuy nhiên, khi Đại Hán rút về năm 1214, Kim Tuyên Tông lại cho rời đô về Khai Phong để Thái tử Hoàn Nhan Thủ Trung giữ Trung Đô. Thành Cát Tư Hán cực kỳ tức giận, ông cho rằng nhà Kim bội ước, liền quay lại đánh Kim. Ngày 1 tháng 6 năm 1215, Hoàn Nhan Thủ Trung bỏ chạy, Trung Đô rơi vào tay Mông Cổ. Sau đó vì bận đi chinh phạt Tây Á nên Thành Cát Tư Hán để Mộc Hoa Lê ở lại Trung Đô trấn thủ miền Bắc Trung Hoa. Con trai Thái Dương Hán của người Nãi Man xưa kia là Khuất Xuất Luật chạy đến Tây Liêu rồi cướp luôn ngôi vua của họ Gia Luật Khiết Đan ở đây. Tây Liêu vốn là đồng minh của Mông Cổ. Vì vậy năm 1218, Thành Cát Tư Hán phái Thần Tiễn Triết Biệt cùng 2 vạn quân đi đánh Khuất Xuất Luật. Khuất Xuất Luật chính trị phiền hà, nhân dân Tây Liêu căm ghét. Triết Biệt tuy chỉ mang ít quân nhưng xuôi nam đánh đến tận kinh đô Balasagun mà không gặp trở ngại gì. Khuất Xuất Luật chạy về Kasga, Triết Biệt đuổi theo. Khuất Xuất Luật tiếp tục chạy về phía nam cho đến khi bị người Hồi bắt được và đem giao cho Triết Biệt. Khuất Xuất Luật bị chặt đầu. Tây Liêu sắp nhập vào Mông Cổ. Sau khi sắp nhập Tây Liêu, Mông Cổ giờ đây tiếp giáp với đế quốc Khoa Gièm của người Ba Tư. Khoa Gièm hiện thời đang được cai trị bởi vua Muhammad Đệ Nhị. Thành Cát Tư Hán cử một lữ hành đoàn đến Khoa Gièm tặng quà cho Muhammad Đệ Nhị với mong muốn mở giao thương giữa hai nước. Tuy vậy, quan phủ thành Ostra của Khoa Gièm là Inachuk lại bắt giữ thành viên trong lữ đoàn, buộc tội họ là gián điệp. Thành Cát Tư Hán lại cử 3 sứ bộ tới Khoa Gièm xin thả các thành viên trong lữ đoàn ra. Muhammad Đệ Nhị từ chối, thậm chí còn giết một sứ bộ. Thành Cát Tư Hán bỏ ý định giao thương, chia quân làm 3 nhánh xâm lược Khoa Gièm. 3 nhánh quân Mông Cổ dưới sự chỉ huy của Thành Cát Tư Hán cùng các hoàng tử tiến vào địa phận Khoa Gièm. Thay vì tận dụng quân Mông Cổ đi xa mỏi mệt mà đánh úp,
Muhammad đệ nhị lại chọn chia nhỏ quân ra để bảo vệ các thành. Đây là chiến lược hết sức sai lầm, dẫn tới sự sụp đổ của đế chế Khwarezm trước Mông Cổ sau này. Nhánh quân đầu tiên do con trường Chuột Xích và Chiết Biệt đánh vào đông bắc Khwarezm, với mục đích chính là dụ quân Khwarezm ra ngoài. Vua Khwarezm mắc lừa, tưởng chỉ có một cánh quân chính này nên đem rất đông quân ra đánh. Nhánh quân thứ hai của con thứ Sát Hợp Đài và con thứ ba Oà Khoát Đài vượt vùng Chuẩn Cát Nhĩ tiến vào Ustra mà không gặp trở ngại gì. Sau 5 tháng bao vây, năm 1219, Ustra thất thủ, cả thành Ustra bị giết sạch. Inachuk bị bắt và bị đổ bạc vào tai và mắt để trừng phạt việc giết sứ Mông Cổ trước đây. Muhammad đệ nhĩ bắt đầu sợ hãi, đem dàn quân bảo vệ kinh đô Samarkand. Tận dụng điều này, nhánh quân chủ lực của thành Cát Tư Hãn, con thứ tư Đà Lôi và Tốc Bất Đài băng qua sa mạc Kizikum và tiến vào Bukhara. Bukhara không được phòng vệ nghiêm ngặt, bị hạ nhanh chóng. Thành Cát Tư Hãn tiến tiếp về Samarkand. Samarkand thất thủ, Muhammad đệ nhị lật đật quay về nhưng đều bị đánh bật lại. Cuối cùng, thay vì đầu hàng, Muhammad đệ nhị bỏ chạy về phía Tây Nam. Thành Cát Tư Hãn ra lệnh cho Tốc Bất Đài và Chiết Biệt đuổi theo diệt tận gốc Muhammad đệ nhị, còn mình thì quay lại Mông Cổ. Đế chế Khwarezm rơi vào tay Mông Cổ năm 1220. Không tìm được Muhammad đệ nhị, Tốc Bất Đài và Chiết Biệt sau đó tiến sâu vào vùng Crimea và Nga. Quân Mông Cổ đi đến đâu đốt phá thành tới đấy. Tuy nhiên, họ không thực sự có ý định xâm lược các vùng này, mà chỉ như một cuộc khám phá lãnh thổ, nghiên cứu địa hình và sức mạnh quân sự của các quốc gia vùng này, rồi sẽ quay lại đây đánh phá sau. Tốc Bất Đài và Chiết Biệt đều được Thành Cát Tư Hãn gọi về khi đã hoàn thành sứ mệnh. Thành Cát Tư Hãn sau khi quay về đã thực hiện chiến dịch tiêu diệt Tây Hạ như đã từng thề trước đây. Năm 1225, Mông Cổ đổ bộ Tây Hạ. Lần này, người Mông Cổ đã dặn dày kinh nghiệm trong việc bao vây thành nên không mắc phải sai lầm như trước kia nữa. Họ đánh đầu thắng đấy. Từ phía Tây, Đại Hán đánh một mạch đến kinh đô Ngân Xuyên, bao vây kinh đô Tây Hạ. Sau đó, ông để công cuộc bao vây Ngân Xuyên cho quân lính, còn mình thì xuôi nam đánh phá nốt phía nam Tây Hạ. Ngày 18 tháng 8 năm 1227, chỉ vài ngày trước khi Tây Hạ mạt đế đầu hàng, Thành Cát Tư Hãn qua đời tại phía nam Tây Hạ. Nguyên nhân cái chết của ông vẫn chưa được làm rõ. Có nguồn thì cho rằng ông ngã ngựa và tuổi cao sức yếu. Có nguồn thì bảo ông bị trúng độc. Toàn bộ hoàng thất Tây Hạ bị xử tử theo ước nguyện của Thành Cát Tư Hãn. Người con thứ ba, Oà Khoát Đài, lên làm đại hán thứ hai của đế quốc Mông Cổ.